Và bài hát thứ nhì chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn, bài hát mang tựa đề Phá Vỡ Những Bức Tường. Còn lại vài người vừa khóc vừa cười.
bước đường đi. Giờ đây đến lúc phá vỡ những bức tường, đến với tâm hồn nhau và quên đi hết bao nhiêu hận thù. Hãy giữ lấy tình yêu và hãy giữ lấy những nụ cười. Đến với trái tim của tôi, cùng nhau ta đến với trái tim mọi người. Vừa rồi là ca khúc Những Bức Tường, Khóa Với Những Bức Tường, và chúng tôi dự định sẽ phát hành một cái album single về ca khúc này trong đầu năm nay.